Xin chào bà con, mình đang sửa được cái lò này cho các bạn. Trái xanh lè không? Các bạn cái giấy này, cái loại này các bạn. Chùi. Này chùi à. Chùi này đã lắm nha các bạn. Bị dầu á. Dầu xong với mình. Mình lấy cái web à. Chùi, chùi sạch trơn luôn các bạn. Thấy chưa? Trái xanh không? À, trái đã không? Xanh lè đó. À, các bạn thấy ngon lành chưa? Kỳ này sửa lò lại cho vợ nấu đồ ăn đã luôn. Cửa xanh luôn ha. Trái luôn ha. Hay chưa? Mười bảy năm rồi các bạn. Lấy cái giấy này rồi. Lao này dầu rồi đó là nó sạch hết luôn. Lao sạch hết luôn. Cái này là bắt đầu. Cái này là chùi. Chùi cái máy hút á. Sạch luôn. Thường thường là mua mấy cái đồ cây xịt nó không có ra luôn á, dầu dính á. Này chùi sạch luôn. Mới sửa được lò nè bác Cọc. Định tháo nguyên cái này lên luôn, nhưng mà cuối cùng lại lấy một cái cây dây chì nhỏ, nó có lỗ có chút xíu rồi ra cái dây chì nhỏ vậy nè, chọt cái lỗ dưới ngoái xong nó này lò nhỏ nhất nè, để nấu phở đó. Giờ nó cháy đều luôn, bữa hổm nó cháy có chút xíu nghẹt á. À, trái xanh luôn nha. Thầy mới rồi hả? Sang vậy. Giấy này nha các bạn. Giấy này các bạn chùi ở trên, dầu mỡ là nó sạch trơn luôn. Thấy không? Dàn kitchen act của mình nè. 17 năm vẫn còn xài rít nha các bạn. Bữa kiệu qua mình mới mua hai cái bóng đèn các bạn. Mua hai cái bóng đèn về tháo này ra thay nè. Vợ nướng bánh mà tối thôi. Hai bóng đèn 5 đô. Lại hại chưa? Vẫn còn work không à? Làm bếp lại cho vợ nấu đồ ăn hay ăn. Vậy thôi không làm chơi. Nếu với các bạn bếp mà bị dầu mỡ á, dùng cái loại này nha, chùi đã luôn, chặt trơn luôn. Này bà chị Chicago, chị xưa mình mua cái đồ xịt chật cũng được. Xin chào bà con nha, bếp mình nay mình chùi sạch trơn luôn.